Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có 41 năm hình thành và phát triển, với 8 nhiệm kỳ cùng hòa minh vào sự phát triển của đất nước. Để có được thành công đó là sự nỗ lực dấn thân của chư Tăng Ni Phật tử cả nước trong mọi vấn đề của cuộc sống. Đặc biệt, nhiệm kỳ 8 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam được xem là quãng thời gian có những thành tựu vượt bậc trên mọi phương diện, lĩnh vực. Điều này đã tạo nên nền tảng căn cơ vững chắc để phát triển trong tương lai, đúng với tôn chỉ, trí tuệ, kỳ cương, hội nhập, phát triển mà Đại hội lần thứ 8 năm 2017 đã đề ra. Trên nền tảng giáo lý mang tính nhân văn sâu sắc, Phật giáo luôn luôn là thành viên tin cậy, có nhiều đóng góp quan trọng trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp tích cực trên tất cả mặt hoạt động kinh tế xã hội, chung sức chung lòng cùng toàn dân xây dựng và phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh, cuộc sống yên vui. Phật giáo Việt Nam với truyền thống tốt đẹp là hộ quốc an dân, luôn đồng hành cùng dân tộc. Đó là cái hình ảnh tiêu biểu cho khối đại đoàn kết của toàn dân tộc. Giáo hội Phật giáo Việt Nam là ngôi nhà chung của chư Tăng Ni, Phật tử. Dưới sự lãnh đạo của chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, 13 ban viện trung ương và 63 ban trị sự trên cả nước, nhiều thành tựu Phật sự đã đạt được. Đó là kết quả của trí tuệ tập thể, khi mỗi người con Phật đều nỗ lực dồn hết tâm sức cho sự phát triển chung. Tại đây, biểu hiện trí tuệ cao nhất là hiến chương đã qua 6 lần tu chỉnh và ban hành các văn bản quy phạm như quy chế, nội quy, quy định, điều luật để giáo hội các cấp thực hiện. Là kim chỉ nam cho các hoạt động Phật sự, hiến chương luôn kế thừa và không ngừng đổi mới để phù hợp với sự phát triển của giáo hội và đất nước. Sửa đổi hiến chương lần này đã được giáo hội tiến hành từ năm 2021. Thực hiện qua nhiều bước, xin ý kiến đông đảo tăng ni, đồng bào Phật tử cũng như các nhà nghiên cứu, các chuyên gia, các nhà quản lý về tôn giáo để chúng ta xây dựng một cái bản hiến chương nó phù hợp với luật tín ngưỡng tôn giáo cũng như là pháp luật nhà nước hiện hành, và nó tạo nên một cái hành lang pháp lý tốt nhất cho tăng ni và đồng bào Phật tử trong tu tập, thể hiện cái niềm tin của mình trong phụng sự đạo pháp và phụng sự dân tộc được tốt hơn. Cũng trong dòng chảy của sự phát triển, giáo hội các cấp cũng luôn đổi mới, sáng tạo trong công tác điều hành Phật sự. Tại đây, nhiều thông bạch, quy định đã được đưa ra phù hợp với tình hình thực tế. Như trong thời điểm khó khăn nhất của đại dịch COVID-19, ngay từ rất sớm, Hội đồng Trị sự đã ban hành thông bạch tạm hoãn các Phật sự tập trung đông người, nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K, tích cực ủng hộ quỹ vaccine và kêu gọi chư Tăng Ni, Phật tử góp sức người, sức của vào miền Nam chống dịch. Đã có 2.500 Tăng, Ni và Phật tử tình nguyện vào các khu cách ly và bệnh viện dã chiến, 8 tự viện được chọn làm cơ sở chăm sóc bệnh nhân. Bằng cả trí tuệ, sự dấn thân của chư Tăng Ni, Phật tử, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đóng góp hơn 7.000 tỷ đồng cho công tác từ thiện, an sinh xã hội. Cái truyền thống của Phật giáo là hộ quốc an dân. Cho nên là khi có chuyện một cái thì chư Tăng Ni đã tự động phát tâm đi làm. Thiên tai bão lũ hay bệnh dịch như vậy là hỗ trợ kịp thời. Nhưng mà giáo hội thì cũng có chủ trương mà nhiều địa phương đã từng làm. Trước hết là an cư lạc nghiệp, xây dựng cái nhà đại đoàn kết, những nhà tình nghĩa, nhà tình thương để giúp cho họ có chỗ ăn, chỗ nghỉ. Rồi xây dựng trường học, rồi xây dựng các cái cơ sở để mà tạo điều kiện cho những người yếu thế. Kỷ cương chính là trụ cột then chốt để thực thi tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và phát triển của mọi thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đức Phật từng dạy, giới luật còn là Phật pháp còn. Trên tinh thần đó,
ngay từ tháng 9 năm 2018, Chi Tôn Giáo Phẩm đã ban hành nội quy Ban Tăng sự Trung ương khóa 8 với 15 chương, 85 điều văn bản được chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng, chu đáo và đầy tinh thần cầu thị, có xét đến các yếu tố khác nhau để đảm bảo thi hành, áp dụng trong thực tiễn, giải quyết rất nhiều vấn đề chuyên ngành còn tồn đọng trong quá khứ. Suốt 5 năm qua, Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn luôn thể hiện tinh thần giới luật Phật chế và để trang nghiêm giáo hội, góp phần lợi lạc tự thân và kết hợp xã hội của toàn thể tăng ni trong đoàn giáo hội. Và đặc biệt là đã tạo cả điều kiện để giữ gìn giới luật và mặt các Phật pháp được tồn tại lâu dài, trong đó có Giáo hội Phật giáo Việt Nam tồn tại 40 năm qua. Do giãn cách xã hội thì mọi hoạt động đều phải tạm hoãn, nhưng mà với sự lãnh đạo của Ban Thường trực, Ban Tăng sự là chỉ đạo các tỉnh thành là việc sinh hoạt tu học tại các tự viện vẫn diễn ra bình thường, chỉ có không có là tập trung Phật tử lại chùa để là sinh hoạt tôn giáo. Cũng ở trong nhiệm kỳ 8, hàng năm Trung ương Giáo hội đều ban hành thông báo hướng dẫn Ban trị sự các địa phương tổ chức an cư kiết hạ trong tinh thần hòa hợp, đoàn kết, không phân biệt sơn môn, hệ phái. Nội dung đều thống nhất về cả kinh, luật, luận, giảng chuyên đề và sinh hoạt giáo hội. Khi mà thủ giới, thì trước khi mà thủ giới thì cũng phải có thể đến một tuần khảo hạch, có trúng tuyển thì mới được thủ giới, còn nếu không trúng tuyển thì không được thủ giới. Đấy là cái mà giáo hội làm rất là chặt chẽ về vấn đề thủ giới như vậy. Cho nên là cái nhiệm kỳ vừa qua thì chúng ta được biết là đã có 48 trên 63 tỉnh thành đã có những cái đàn giới. Hội nhập là một trong những hướng đi trọng tâm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong xu thế toàn cầu. Trong suốt nhiệm kỳ 8, Ban Phật giáo quốc tế đã tích cực triển khai đường lối ngoại giao nhân dân, ngoại giao văn hóa, ngoại giao tôn giáo. Đặc biệt năm 2019, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức thành công Đại lễ Vesak lần thứ 3 với sự tham gia của 5.000 đại biểu đến từ 112 quốc gia, vùng lãnh thổ, thiết lập 12 kỷ lục thế giới và tạo nên tiêu chuẩn mới đối với sự kiện của Liên Hợp Quốc. Cái hoạt động đối ngoại của Phật giáo Việt Nam là một trong những thành tố cũng rất quan trọng trong hoạt động đối ngoại nhân dân. Và cái đường hướng trong thời gian vừa qua thì cũng đã mở rộng ra được các cái địa bàn, không những đối tượng của đối với đồng bào hơn 5.3 triệu kiều bào đồng bào Việt Nam ở nước ngoài, mà còn cả một số cái đối tác nước ngoài. Đến nay thì Phật giáo Việt Nam gần như là được cả thế giới biết đến. Và đấy chính là một cái mặt tích cực trong quá trình hội nhập của Phật giáo Việt Nam, với ý nghĩa như là một cái giá trị đặc sắc của văn hóa Việt Nam. Đồng thời cũng cho thế giới, nhất là giới Phật giáo thế giới, biết được cái vai trò của Phật giáo Việt Nam ở nước ta. Hoạt động nổi bật trong nhiệm kỳ 2017-2022 của Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội phải kể đến việc tham gia các hội nghị, hội thảo và lễ hội Phật giáo quốc tế, đóng góp vào hoạt động của các đoàn lãnh đạo Đảng và Nhà nước thăm chính thức các quốc gia. Đặc biệt, vấn đề ngoại giao văn hóa, ngoại giao nhân dân không thể không nói về các hoạt động từ thiện cứu trợ, trách nhiệm quốc tế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đối với nhiều quốc gia bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 như Ấn Độ, Lào, Campuchia, Nepal với tổng giá trị hơn 20 tỷ đồng. Chúng tôi rất cảm động trước những tình cảm và sự hỗ trợ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đây là sự giúp đỡ hết sức kịp thời trước những khó khăn mà đất nước chúng tôi đang phải trải qua. Chúng tôi sẽ sử dụng nguồn hỗ trợ này một cách hiệu quả, mua nhu yếu phẩm, trang thiết bị y tế, ga và dầu để hỗ trợ cho bà con. Tính đến tháng 11 năm 2022, cả nước đã có gần 55.000 tăng ni, hơn 18.500 ngôi tự viện, cùng số lượng tín đồ Phật tử và những người yêu mến đạo Phật đạt hơn 50 triệu người, chiếm một nửa dân số của cả nước. Đây là minh chứng cho sự phát triển cả về chất và lượng của các cấp giáo hội. Nếu so sánh với nhiệm kỳ 7 giai đoạn 2012-2017, số lượng tăng ni tự viện trên cả nước đã tăng sắp xỉ 120%. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 8, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã hoàn tất việc thành lập ban trị sự ở toàn bộ 63 tỉnh thành trên cả nước.
nhiều địa phương đã kiện toàn ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện thị với hàng loạt tự viện được thành lập ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Như tại huyện đảo Trường Sa, trong năm 2022, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã hoàn thành việc tu bổ, khôi phục 9 ngôi chùa, qua đó đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tâm linh của quân và dân trên quần đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Đối với những người đi ra biển cả mà tìm được một nơi trú ngụ, nơi có thể giúp họ mưu sinh, nơi có thể giúp họ thực hiện cái trách nhiệm đối với quốc gia về lãnh thổ, thì một mái chùa thì thực sự là cái sự gắn bó, sự thu hút và là hình ảnh của quê hương. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là Giáo hội các cấp đã tích cực áp dụng thành tựu công nghệ trong công tác Phật sự. Hiện Ban Thông tin Truyền thông Trung ương đã có đầy đủ các ấn phẩm báo chí với nhiều đơn vị trực thuộc như Cổng Thông tin Phật giáo Việt Nam, Trang Phật sự Online, Kênh Truyền hình An Viên, Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Phần lớn các địa phương đều có website phản ánh chi tiết, đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin Phật sự. Việc ứng dụng công nghệ số cũng được ngành Hoằng Pháp tích cực triển khai khi hàng trăm sự kiện trực tiếp, hàng nghìn video clip ghi hình chương trình thuyết giảng đã được thực hiện mỗi năm. Điều này giúp cho người Phật tử ở mọi miền Tổ quốc dễ dàng tiếp cận giáo lý Phật Đà ở mọi lúc, mọi nơi. Đây là bước đột phá của việc ứng dụng công nghệ 4.0 vào sứ mệnh Hoằng Pháp ở Việt Nam. Đầu năm 2020 cho đến tháng 3 năm 2022 là dịch bùng nổ mạnh nhất, thì Ban Hoằng Pháp cũng phải áp dụng với cái tinh thần chống dịch, thực hiện 5K của Bộ Y tế và của Chính phủ khuyến cáo. Cho nên tất cả mọi người ở tại chỗ, nhưng mà nhờ cái áp dụng công nghệ mà Ban Hoằng Pháp đã thực hiện một cách rất hữu hiệu, tổ chức khóa tu trực tuyến, khóa lễ trực tuyến, buổi giảng trực tuyến. Không chỉ ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác truyền thông, Hoằng Pháp, mà điều này cũng được Chư Tôn Đức đưa vào công tác hành chính. Theo đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đưa vào sử dụng văn phòng hành chính điện tử ở có 2 văn phòng trung ương, nhiều ban trị sự cấp tỉnh cũng xây dựng văn phòng hành chính điện tử. Điều này đã giúp việc kết nối công tác hành chính giữa 2 văn phòng đến các ban ngành trung ương, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các địa phương được thông suốt. Định hướng và kế hoạch cho cái thời kỳ công nghiệp 4.0 là chủ trương của Giáo hội trong nhiệm kỳ 2017-2022. Do đó Giáo hội đã từng bước đào tạo cán bộ qua các cái khóa tập huấn và đang có định hướng sẽ đào tạo ở ban trị sự các tỉnh thành trên phạm vi cả nước. Với tinh thần hòa hợp đoàn kết, tính đến tháng 11 năm 2022, toàn bộ các địa phương đã hoàn thành đại hội đại biểu Phật giáo các cấp. Cùng với đó, trong suốt nhiệm kỳ 8, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng tích cực hưởng ứng các phong trào của nhà nước, mặt trận Tổ quốc như quỹ vì người nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, thường xuyên củng cố hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đáng chú ý, Giáo hội Phật giáo Việt Nam có 4 đại diện trúng cử vào Quốc hội khóa 15. Đồng thời, hàng trăm chư tôn giáo phẩm là thành viên của Hội đồng Nhân dân các cấp. Nhà sư tham gia vào các cái đại biểu Quốc hội cũng góp phần vào cái vấn đề là hoàn thiện các cái thể chế chính sách liên quan đến pháp luật về tôn giáo nói chung và pháp luật về Phật giáo nói riêng. Đồng thời qua đó thì cũng đóng góp cái tiếng nói của tín đồ của Phật giáo trong vấn đề chung tay xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Những thành tựu trong 5 năm qua sẽ là tiền đề căn cơ để hướng tới thành công của nhiệm kỳ 9 với tôn chỉ, kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, phát triển. Đây là chủ đề vừa mang tính kế thừa, vừa là cơ sở cho các cấp giáo hội phát huy sức mạnh nội tại của tăng ni, Phật tử. Và chắc chắn, với đường lối nhất quán, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ ngày càng phát triển, đóng góp vào một đất nước Việt Nam hùng cường trong thời kỳ hội nhập. Cái kỳ vọng của tất cả tăng ni nói chung và bản thân chúng tôi nói riêng, làm thế nào để giáo hội chúng ta có thể phát huy kế thừa được truyền thống của Phật giáo nước nhà lên một cái đỉnh cao mới. Muốn làm được cái việc đó thì phải thực hiện cái những nguyên tắc mà Đức Phật đã đưa ra là tôn trọng pháp và luật của Phật, đoàn kết hòa hợp,
trưởng dưỡng đạo tâm trang nghiêm giáo hội. Có như vậy mới có thể phát huy được cái trí tuệ của tập thể, làm sao để có thể củng cố và duy trì được nền tảng của Phật giáo, đó chính là giới luật trong thời hiện đại. Đồng bào nhân dân Phật tử chúng tôi rất là hồ hởi, và chúng tôi đặt niềm tin kỳ vọng rất là cao ở kỳ đại hội sắp tới, đặc biệt là đối với lại chư tôn đức đức ở trong hội đồng chứng minh, hội đồng trị sự quan tâm hơn nữa đối vùng sâu vùng xa. Đấy cũng là một cái nguồn động lực tinh thần tốt đẹp nhất cho những tăng ni trẻ ở chúng tôi ở vùng biên giới, vùng sâu vùng xa có động lực để phát triển.